Ok, hôm nay chúng ta sẽ có hai cái chương trình là ong tìm mật. Một bạn là tổ ong, là một bạn là nhựa, một bạn là nhà giấy. Rồi, ok. Một bạn, còn đây là hai bạn ong của chúng ta, một bạn ong hồng, một bạn ong đỏ. Các bạn mang hai cái giỏ đi để đựng mật. Các bạn chúng ta cùng thấy con đường mà các bạn đi là mật, đây là cánh đồng đây. Rồi, ui chỗ này hơi xấu một chút. Đó, chờ tí. Sáng này đi. Rồi. Và đây là cánh đồng của các bạn ấy đây. Thì sau đây các chúng ta cùng theo dõi chương trình ong tìm mật của hai đội, một đội hồng hồng, đội đỏ đỏ. Chương trình xin phép được bắt đầu. Ôi giời, các bạn chăm chú. À, một bạn ong đã tha được một túi mật về. À, ôi giời, một bạn đã đổ mật ra ngoài rồi. À, một bạn được hai mật rồi, một bạn được một mật. Các bạn hãy ghi nhớ đi theo đường, không được trèo vào, không được đi trèo vào đường này đâu. Ok, ok, đúng rồi, đúng như thế là được đấy. Nào, phải sử dụng giỏ. Các bạn nào không sử dụng giỏ là vi phạm luật đây. Ô, 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 đúng rồi. Ôi, bạn kia bạn ấy được một thỏi mật to bự bự bự. Các bạn bình tĩnh, mỗi người một thỏi mật mà thôi. Một, và chỉ một thôi. Cố lên thế nào, xem bạn nào xong trước nào. Chuẩn bị hết thời gian bây giờ. Thời gian của chúng ta sẽ còn lại là 20 giây. Một bạn, nào các bạn phải nhớ là bỏ mật vào giỏ của mình nhá. Đúng rồi, nữa đi, nữa đi. Ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời, ôi giời, rồi đây. Ôi giời ơi, một bạn được thỏi mật to bự, đúng là cái điện thoại luôn. Còn một bạn kia là bằng một cái thỏi mật bằng cục pin. Ôi giời, một thỏi mật bằng hộp dao cạo râu. Ôi giời. Và chương trình của chúng ta sắp kết thúc rồi. 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra kiểm tra xem kết quả của các bạn như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả của các bạn ý ra sao. Bây giờ chúng ta kiểm tra của các bạn, của bạn ong đội đỏ đỏ là xem được mấy sản phẩm rồi. Các bạn cùng đếm to lên nhá. Đếm ra ngoài. Một mặt. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Úi dồi. Mười. Mười một. 12, hết chưa? Rồi. Hết rồi, nhặt tất cả 12 cái sản phẩm mật của bạn ấy vào đây để riêng ra không lẫn nữa. Như vậy, sản phẩm của đội đỏ đỏ của chúng ta đạt được đó chính là 12 túi mật. Rồi, chúng ta để riêng ra. Rồi, bây giờ đến lượt của bạn hồng hồng xem nào, của đội hồng hồng nào. Đội hồng hồng đếm xem nào. Nào, 1 2 Các bạn đếm to lên, 3 4 Không tính cái khăn. 6 À, một đội được 12 túi mật, một đội được 9 túi mật. Dù sao các bạn cũng thu hoạch được rất nhiều. Xin chúc mừng cả hai đội. Và chương trình của chúng ta trận hôm nay chúng ta đã có nhà vô địch. Sau đây xin mời hai đội bắt tay nhau. Xin mời hai đội ong hồng hồng đỏ đỏ bắt tay nhau. Đứng quay mặt vào nhau, bắt tay chúc mừng nhau đi. Xin chúc mừng. Tay nọ bắt tay, hai tay phải bắt vào nhau. Đúng rồi, chúc mừng. Yeah. Hẹn gặp lại các bạn đi ba. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong đoạn video lần sau.